Dự định thì mình sẽ xây khoảng thời gian bao lâu ha Thành? Chắc trong vòng tầm tháng hay 10 tháng 10 ngày rồi anh. Một tháng 10 ngày. Dạ. Là cái này mình đi điện luôn ha. Dạ em đi hết luôn anh, điện nước hay là ấy em đi hết luôn. Nữa đến thời điểm này Bùi Hồ nhận được cho cô Như Thiện đó là 63.808.000 đồng cộng 200 USD Mỹ. Đó, đó là số tiền mà con nhận được và con định giữ cho cô. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay là ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch năm 2020. Thì hôm nay là cái ngày mà khởi công để xây động thổ để xây lại cái am cho sư cô Như Thiện. Hôm nay thì cũng tranh thủ vào một cái thời gian giờ làm như thế này, Bùi Hồ lên đây. Anh chào em nghe Thành nha. Dạ chào anh. Em chào anh. Giờ này nghỉ ngơi hả anh hả? Dạ, nghỉ mệt tí anh. Ừ, để anh vô anh gặp sư cô cái. Thì hôm nay thì đến đây quay lại cái cảnh mà động thổ để mà xây lại cái am mới cho cô, cũng như là tổng kết lại cái số tiền mà Bùi Hồ đã nhận được. Cô hôm nay như tâm trạng như thế nào rồi cô? Dạ cô vui dữ lắm luôn rồi ngày. Dạ. Có cô ngày có cưng với mấy cô nhờ cô vui, rồi cưng với chị Phong Bội cũng giúp cho cô gì là cô mừng dữ lắm luôn. Dạ. Ủa cái máy này mình che lại khi nào vậy cô? Cô che thằng cháu với đứa em nó làm qua đó. Dạ. Cô hôm nay thì con đến đây thì con cũng như coi về cái quá trình mà động thổ để mà xây lại am mới cho cô đó. Nói chung là khởi công theo đúng lịch vậy thì con cũng rất vui, mà Mạnh Thường Quân cũng rất vui. Hôm nay thì có cô ở đây thì con sẽ công bố cái số tiền mà con nhận được luôn. Cô thì công bố với Mạnh Thường Quân. Đợt trước thì Bùi Hồ công bố là nhận được cái số tiền là 59.393.000 đồng cộng 200 USD Mỹ và cộng 100 USD Úc. Đó, 100 USD Úc này đó là của cô Như Đức đó. Thì trong cái danh sách lần thứ nhất á, thì chị Diệu Tiên từ Việt Kiều Úc đã gửi cho Bùi Hồ là 41.775.000 và cộng cô Như Đức là 100 USD. Và danh sách lần thứ hai đó cô Như Thiện, chị Diệu Tiên có gửi qua là chị Anh Thư là 100 đô, chị Trần Thị Hồng Thủy là 50 đô, chị Diễm là 20 đô, với lại cộng thêm 100 đô của cô Như Đức qua đây là tổng cộng là 270 đô, đổi ra tiền Việt Nam là 4.415.000 đồng là danh sách lần thứ hai của chị Diệu Tiên gửi cho con. Và lần thứ nhất là chị Diệu Tiên gửi là 41.775.000 đồng, tổng cộng số tiền mà chị Diệu Tiên ở Việt Kiều Úc vận động được là 46.190.000 đồng. Đó, còn con thì nhận được là 17.618.000 đồng. Và tổng cộng cái số tiền là hiện nay con nhận được cho cô á là 63.808.000 đồng và 200 USD. Đó là số tiền mà con nhận được và con định giữ cho cô. Đó, 63.808.000 đồng và 200 USD Mỹ. Thì hôm nay thì nhận được cái số tiền này với lại số tiền từ bạn Phong Bụi nữa thì mình đã vượt cái chi phí mà nó là dự tính ban đầu. Thì cái hiện nay cái cô có cái suy nghĩ gì không cô? Cô không có suy nghĩ gì, bây giờ cũng như vậy á. Vừa hồ nói vậy cô cũng rất là trọng ơn. Trước là cô chị Nhiên, cô vui. Rồi sau nữa thì Bùi Hồ với Phong Bụi dưới ba trong Mạnh Thường Quân để giúp cho cô được thành phẩm như vậy là cô rất vui mừng. Cô cũng cảm ơn để cô bác như mà hết lòng mà để ủng hộ cho cô. Dạ. Cô cũng cảm ơn nhiều. Hôm nay thấy sức khỏe của cô đỡ lại rồi. Cô khỏe lại rồi. Dạ. Đây cô mừng quá, trần cung trộn dẹp ba cái cành không cô kéo chứ cũng chết luôn. Dạ. Cô không làm sao được đây. Dạ. Rồi cái cũng như cô không có ăn á. Không ăn cái bắt đầu tối cô tắm tối mồ hôi ra cái bắt đầu bị cảm á chứ vậy. Hôm nay thì mình cũng vào động thổ lúc mấy giờ cô? Cô cũng rồi chắc có 7 giờ. Dạ. 6 mấy 7 giờ cô giờ này 6 giờ là cô dọn vô rồi xong rồi cũng rồi đến 7 rưỡi. Cái việc ăn uống của anh em sao cô ha? Giờ cũng như mấy đứa em vậy hả? Dạ. Thì giờ
cô sáng nói cũng gì nó ăn mặn, cô có đứa cháu vợ con thiện đó đó, nó làm được mặn dùng cho cô có nói nó rồi. Dạ. Tại vì nó mặn nặng là làm sao ăn tương được không nổi. Dạ. Đâu có ăn tương nổi, ăn tương thì không có sức khỏe làm. Hôm nay thì con đến đây con công bố cái số tiền cho cô biết, thì cái số tiền này con tạm giữ giùm cô. Con gửi ngân hàng như là lần trước con đã nói thì con gửi vô đó. Rồi sau này thì mình xây đến đâu á thì mình sẽ tính cái chi phí vật tư đến đó, mình trả đến đó. Rồi mình sẽ thống kê lại cái danh sách một lần nữa, chi bao nhiêu, còn lại bao nhiêu để công bố cho Mạnh Thường Quân biết được. Dạ thì hôm nay con gặp cô vậy rất là vui rồi. Dạ. Rồi, con chúc cô luôn có sức khỏe tốt nha cô. Làm cho cô cái sổ nha không? Dạ, chừng nữa con lập danh sách cái Mạnh Thường Quân ra. Rồi, cũng gì nữa. Cô này nè, nữa nói với con vui. Rồi cân con vui với mùi, với con bụi đó. Cũng gì, chụp cho vô để lấy cái tấm ảnh để. Cô mời hôm nay làm phụ đó hả? Đặng lấy cái đường, lấy cái ống nước lên. Rồi, anh chào Thành với lại mấy anh em ha. Cái này là bây giờ mình dích đất lên để mình xây thành hả Thành? Đổ móng ha. Cái công đoạn này lâu không Thành? Dạ, cũng đào rồi, u sắt cũng mau. Dự định thì mình sẽ xây khoảng thời gian bao lâu ha Thành? Chắc trong vòng tầm tháng hay 10 tháng 10 ngày rồi anh. Một tháng 10 ngày. Dạ. Là cái này mình đi điện luôn ha. Dạ em đi hết luôn anh, điện nước hay là ấy em đi hết luôn. Nữa là em đi điện âm tường cho cô luôn hay sao? Nói âm tường sau này cũng được anh, âm tường hay là đóng nẹp lo phong trên lo phong cũng được. Thôi em âm tường đi cho đẹp ha. Dạ dạ. Rồi chừng nữa em có biết cái cửa mà làm cửa sổ á, em làm cửa mà nó lọc ba cái bụi đồ được không? Lọc ba cái bồ hông rồi không cho nó vô á, có loại cửa không? Cửa đó đó. Dạ có anh. Nữa em làm cửa đó giùm anh. Dạ dạ rồi cái đó để có bạn em làm anh. Thì đến đâu thì mấy anh em mình sẽ tính đến đó. Dạ dạ. Sáng giờ làm mệt dữ không? Dạ đúng không, mệt không anh. Hôm nay thì anh thấy là chỉ có ba anh em làm thôi hả? Dạ mời mới có người thêm anh. Còn mắc cái nhà ngoài kia cái gì mai mới đông anh. Làm công quả luôn hay Thành ha? Em làm nghề này được là được bao nhiêu lâu rồi Thành? Được 4 năm mà anh ơi. Là bây giờ em làm thầu luôn. Dạ em làm thầu luôn. Đất này là dễ đào hơn so với mấy chỗ khác không anh? Em thấy nó cũng mềm mà hả? Thành à, em nói lại về chiều dài với lại chiều rộng là nhiêu hả Thành? Chiều dài nó là 9m rồi về ngang nó là 4m anh. Mình xây cao lên nhiêu ta, 2m mấy? Xây tường á? Xây tường, xây cao cục cái 4m mấy rồi anh, cao cho nó thoáng mát. Cao 4m mấy ha? Dạ. Là tới nóc luôn ha? Dạ, hoàn thiện chắc 4m rưỡi anh. Anh dự định là chừng nữa mình sẽ xây cái tam cấp luôn cho cô á, để các tượng Phật á. Dạ. Là anh dự định là sau này mình sẽ, lúc trước là mình dự định khoảng 75 triệu, rồi bây giờ mình có tiền cũng khá khá nên thành nở ra là mình sẽ dán gạch hết luôn á Thành. Dạ. Mẹ có nói với em không? Dạ có, mẹ không có nói. Rồi anh cảm ơn em ha. Dạ. Cố gắng thì cũng vì sư cô. Thôi dạ. Chúc em sức khỏe, chúc mấy anh em sức khỏe ở đây luôn nha. Dạ anh, cảm ơn anh. Dạ. Cô ơi, vui không? Vui. Vui hả? Trình cô... vui à. Đang làm gì đó cô ơi? Đang đuổi đặng lấy cái ống nước rồi. Hôm nay rồi cái chòi mình dở đi rồi mình ở đâu? Ở cái thằng cháu hả? Dạ. Chứ mấy giờ dở rồi chỗ đâu à? Mấy ngày nay ngủ được không? Thì có khi được khi không. Vậy vậy. Ờ thấy hôm nay khởi công động thổ gì vui lắm à. Hôm nay sáng thì anh đi làm không có lên được, giờ này tranh thủ thời gian anh ra anh lên đây. Mình sẽ be tường lên, cuốn nền lên là bao nhiêu cao Thành?
cuốn nó nền, anh cũng ngang bên đây khoảng cỡ 3 tắc, 3 4 tắc gì anh ơi. Ừ. Bao nhiêu ngày thì mình mới bơm cát lên? Cát đổ móng rồi này kia cũng 8 9 ngày mới có bơm anh ơi. Ừ. Cho xi măng đà đầu chết rồi mới có bơm anh ơi. Ừ. Mà nền nhỏ này chắc là xong hết trơn rồi, bữa hai bữa bơm anh ơi. Hồi nay nắng quá. Rồi anh cảm ơn Thành, cảm ơn mấy anh em luôn nha. Rồi Bùi Hồ một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã chung tay cùng giúp xây lại am cho sư cô Như Thiện. Thì Bùi Hồ sẽ thường xuyên cập nhật để lên đây để xem coi tình hình mấy anh em làm đến đâu. Bùi Hồ sẽ quay clip lại cho cô bác quý anh chị xem. Và một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc sức khỏe và an lạc ạ.